Cô rất vui được gặp lại các em. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một nội dung mới. Trái đất luôn vận động không ngừng. Sự vận động của trái đất đã sinh ra nhiều hiện tượng địa lý có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của con người. Sự luân phiên ngày đêm, giờ trên trái đất, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là những hiện tượng sinh ra từ chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Vậy, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất diễn ra như thế nào và hệ quả của nó là gì? Thì cô và các em cùng nhau bước vào tìm hiểu nội dung của bài số 6. Bài số 6 này chúng ta sẽ gồm có 2 tiết. Nội dung hoạt động của bài số 6 gồm có các phần sau. Phần thứ nhất là hoạt động khởi động. Phần thứ hai là gồm các nội dung chính. Các nội dung chính của bài 6 sẽ gồm 2 phần. Phần thứ nhất là chuyển động tự quay quanh trục và phần thứ hai là hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Cuối cùng là chúng ta đến với phần luyện tập, vận dụng và sách bài tập. Chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động khởi động. Chúng ta sẽ tìm hiểu, khám phá những nội dung liên quan đến trái đất. Các em cùng cô bắt đầu nào. Sau khi tìm hiểu xong hoạt động khởi động, cô và các em sẽ đến với phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Nội dung đầu tiên của phần 1 La Mã dựa vào hình 6.1 và thông tin trong bài Em hãy xác định các cực, cực Bắc, cực Nam và trục của trái đất, hướng tự quay quanh trục của trái đất và cuối cùng là cho biết thời gian trái đất quay một vòng quanh trục là trong bao lâu. Các em nhìn vào hình 6.1 hướng tự quay quanh trục của trái đất. Thì chúng ta sẽ thấy được điểm cực Bắc. Các em có thấy được điểm cực Bắc mà cô chấm và khoanh tròn không nè? À, đó chính là cực Bắc ở phía trên đầu của trái đất. Rồi, cực Nam là ở phía dưới của trái đất. Được không các em? Rồi, vậy thì trục của trái đất là một cái trục tưởng tượng nối liền giữa cực Bắc và cực Nam. Đây các em có thể thấy đây là trục của trái đất. Được chưa? Rồi, và cái trục này nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Các em có thể thấy mặt phẳng quỹ đạo và đây là góc nghiêng. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể hơn để các em có dễ hình dung hơn về hướng tự quay quanh trục của trái đất. Thì các em quan sát vào ảnh động phía bên tay phải. Thì chúng ta thấy đây, đây là trục của trái đất. Rồi, đây là các điểm cực Bắc, cực Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ xem hướng tự quay quanh trục của trái đất là từ đâu sang đâu ha các em ha. Rồi, các em có nhìn ra hướng tự quay quanh trục của trái đất từ đâu sang đâu không nào? À, chúng ta dễ dàng thấy được hướng của trái đất tự quay quanh trục là từ bên tay trái qua bên tay phải, tức là từ hướng Tây sang hướng Đông, đúng không nào? Từ trái sang phải, từ Tây sang Đông. Và thời gian mà trái đất quay một vòng quanh trục là trong, à đúng rồi, 24 giờ, tức là một ngày đêm, đúng chưa nào? Vậy thì bây giờ cô và các em sẽ đi vào phần thực hành với quả địa cầu. À, mình sẽ nhìn vào quả địa cầu cụ thể và mình sẽ thực hành ở trên quả địa cầu ha. Cái này cô sẽ mời đại diện nhóm lên trình bày cho lớp chúng ta cùng xem. Vậy thì đối với phần 1, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, chúng ta nắm cho cô các ý chính sau đây. Thứ nhất là trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng. Và cái trục này thì nối liền cực Bắc với cực Nam và luôn nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Tiếp đến là hướng tự quay thì nó quay từ Tây sang Đông, tức là từ trái sang phải. Và cuối cùng là thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ, tức là một ngày đêm. Đối với lại phần 1, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, các em đã nắm rõ chưa nè? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với lại hệ quả của sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất này diễn ra như thế nào, gồm có những hệ quả ra sao. Cô và các em sẽ bước vào tìm hiểu phần 2 La Mã.
Đối với hệ quả tự quay quanh trục của trái đất thì sẽ gồm có 3 hệ quả chính các em có sẽ tìm hiểu lần lượt. Đầu tiên đó là sự luân phiên ngày đêm, thứ hai là giờ trên trái đất và thứ ba là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Đến với hệ quả đầu tiên, sự luân phiên ngày đêm. Để nắm rõ hơn về sự luân phiên ngày đêm này, thì trước tiên chúng ta phải hiểu được ngày là gì và đêm là gì. Vậy thì các bạn nào biết ngày là gì không nè và đêm là gì không nè? À, ngày là khoảng thời gian mà phần bề mặt trái đất được mặt trời chiếu sáng, hay chúng ta còn gọi là ban ngày. Còn đêm là khoảng thời gian mà phần bề mặt trái đất không được mặt trời chiếu sáng, đúng không các em? Rồi. Vậy thì để các em có thể nắm rõ hơn về phần ngày và đêm, thì cô và các em cùng nhau thực hành thông qua quả địa cầu kết hợp với đèn pin, hoặc nếu chúng ta không có đèn pin thì các bạn có thể là chúng ta thực hành thay đèn pin bằng đèn LED của điện thoại vẫn được nhé. Sau khi thực hành xong, bây giờ chúng ta dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài. Em hãy cho biết vị trí điểm A có phải luôn là ban ngày, vị trí của điểm B có phải luôn là ban đêm không và tại sao? Các em quan sát vào hình 6.2, hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau sẽ cho các em thấy rõ được một bên là ngày, một bên là đêm. Tiếp tục, hình 6.3, ngày đêm trên bề mặt trái đất, chúng ta sẽ xác định hai điểm, điểm A và điểm B. Điểm A các em có thể thấy nó nằm trong khoảng ngày, còn điểm B nằm trong khoảng đêm. Vậy hai vị trí này có phải lúc nào điểm A cũng là ngày và điểm B cũng là đêm không các em? À, đúng rồi. Vị trí của điểm A không thể luôn là ban ngày và vị trí của điểm B không là ban đêm mãi được. Đúng rồi, chính xác. Do trái đất tự quay quanh trục, mọi nơi trên bề mặt của trái đất đều lần lượt sẽ được mặt trời chiếu sáng, nên hiện tượng ngày đêm sẽ diễn ra luân phiên nhau. Không có dụ là điểm A vẫn luôn là ban ngày và điểm B mãi là ban đêm được, đúng không các em? Tiếp tục dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên bề mặt trái đất. À, cái này quá dễ dàng đối với các em đúng không nè? À, bạn nào đã theo dõi nội dung trong sách giáo khoa thì chúng ta trả lời một cách rất dễ dàng. À, chúng ta có hai lý do để sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. Thứ nhất là do trái đất có dạng hình cầu, nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. Các em có thể quan sát kỹ hơn ở hình 6.2. Kết hợp với lại ảnh động ở phía dưới bên góc bên tay trái của slide, được chưa các em? Rồi, và nguyên nhân thứ hai là do trái đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên ở mọi nơi trên bề mặt trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Vậy, hai lý do này sẽ góp phần hình thành nên hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên bề mặt trái đất. Vậy thì đối với hệ quả thứ nhất của trái đất quay quanh trục, chúng ta có thể thấy được rằng sự luân phiên ngày đêm đang diễn ra trên bề mặt trái đất và chủ yếu là do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do trái đất có dạng hình cầu, nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng thì gọi là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. Và nguyên nhân thứ hai là do trái đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên ở mọi nơi trên bề mặt trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Vậy, đây là hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. Như các em đã biết thì chúng ta thấy rằng có một số quốc gia thì sẽ có múi giờ giống nhau, nhưng cũng có một số quốc gia thì có múi giờ khác nhau. Vậy múi giờ giống nhau và khác nhau, nguyên nhân do đâu mà có? Thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ở hệ quả số 2 của sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Hệ quả số 2 mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là giờ trên trái đất.
Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về giờ địa phương, hay còn gọi là giờ mặt trời, được thống nhất ở tất cả các địa điểm nằm trên cùng một kinh tuyến, và mỗi kinh tuyến sẽ có một giờ địa phương. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ cho các em dễ hình dung ha. Ví dụ kinh tuyến 105 độ đông đang là 24 giờ, thì ở kinh tuyến 104 độ đông lại đang là 23 giờ 56 phút cùng ngày. Còn ở kinh tuyến 106 độ đông, lúc này là 0 giờ 04 phút của ngày khác. Vậy các em có thể dễ dàng nhìn thấy ha. Ba kinh tuyến mặc dù nó chỉ cách nhau một độ thôi, nhưng mà giờ của nó đã có sự khác nhau. Vậy nguyên nhân vì sao và mỗi giờ lại cách nhau 4 phút như vậy? Thì các em có thể nhìn vào cái phần nội dung cô lý giải phía bên dưới. Một ngày chúng ta có 24 giờ và chúng ta đem đổi ra giây, thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta có một ngày là 86.400 giây. Sau đó thì chúng ta đem so sánh với lại các kinh tuyến có trên bề mặt trái đất, thì chúng ta thấy rằng kinh tuyến có trên bề mặt trái đất là 360 kinh tuyến. Vậy chúng ta lấy số giây chúng ta chia cho số kinh tuyến thì chúng ta sẽ ra được 240 giây. Vậy khi mà chúng ta đổi ra phút thì tức một kinh tuyến sẽ cách nhau 4 phút. Các em đã hiểu rõ phần này chưa nào? Rồi, vậy sau khi mình hiểu rõ 4 phút rồi, vậy thì tại sao lại có ngày cùng ngày nhưng mà lại có cái kinh tuyến khác ngày? Thì nó liên quan đến đường đổi ngày. Đường đổi ngày thì chút nữa xuống phía dưới cô sẽ giải thích thêm cho các em nắm rõ hơn, được không nào? Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 6.4, em hãy cho biết. Ý thứ nhất, bề mặt trái đất được chia làm bao nhiêu múi giờ? Ý thứ hai, Việt Nam thuộc múi giờ thứ mấy? Ý thứ ba, múi giờ nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT? Cái này chút nữa cô sẽ nói kỹ hơn ha. Rồi tiếp tục là thứ tư, là múi giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện cái nội dung này, được không nào? Đối với nội dung vừa rồi thì cô sẽ phát phiếu vào phân nhóm cho các em hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi các em hoàn thành nhiệm vụ xong thì đại diện nhóm sẽ lên trình bày, và người đại diện đó thì cô sẽ gọi bất kỳ bạn nào có tên trong danh sách nhóm, được không nào? Rồi các em có khoảng 5 phút để các em hoàn thành nội dung này, được không? Rồi bắt đầu. Ten ten đến với phần mà các em mong chờ nhất đây. Đây là phần mà cô gợi ý cho phiếu thảo luận phía trên. Mong rằng sau khi được cô gợi ý thì các em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nào. Đầu tiên các em quan sát vào hình 6.4, các khu vực giờ trên trái đất. Cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi bề mặt trái đất được chia làm bao nhiêu múi giờ. Bây giờ cô và các em cùng nhau đếm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định múi giờ gốc, đó là múi giờ số 0. Sau đó chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 múi giờ nằm phía bên tay phải của múi giờ gốc. Còn múi giờ nằm bên tay trái của múi giờ gốc là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8, trừ 9, trừ 10, trừ 11. Các em yên tâm nha, những cái trừ này và những cái cộng ở bên đây thì chút nữa cô sẽ giải thích nha. Rồi, vậy thì chúng ta đếm tổng cộng lại thì chúng ta sẽ thấy rằng trái đất của chúng ta có tổng cộng là 24 múi giờ, đúng chưa nè? Rồi, chính xác. Vậy thì người ta chia ra 24 múi giờ là để làm gì vậy các em? Để tiện cho việc tính giờ nè và giao dịch quốc tế, người ta quy định giờ thống nhất cho từng khu vực và giờ đó được gọi là giờ khu vực. Bề mặt trái đất được chia ra làm 24 khu vực giờ khác nhau và mỗi khu vực giờ là một múi giờ tương ứng với 15 độ kinh tuyến. Các em có thể thấy 15 độ kinh tuyến đâu ra? Đây,
chúng ta có tổng cộng là 360 kinh tuyến. Vậy thì chia ra 24 giờ thì chúng ta thấy được rằng là mỗi múi giờ là khoảng 15 độ kinh tuyến đúng không nào? Và các em có thể thấy là múi giờ mà có đường kinh tuyến gốc đi qua là Đài Thiên văn Greenwich ở thủ đô London, Vương quốc Anh, được chọn là múi giờ gốc. Các em có thể thấy trên hình ha, London, nước Anh. Đó là gọi là múi giờ gốc. Rồi, và múi giờ gốc này là múi giờ số 0. Các em có thể thấy ha, múi giờ số 0. Rồi, giờ được tính theo múi giờ gốc là giờ giao dịch chung trên thế giới, gọi là giờ quốc tế hay còn viết tắt là giờ GMT. Được chưa? Vậy thì Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ thứ mấy nào các em? Có bạn nào tin mắt phát hiện ra được Việt Nam chưa nè? À, các bạn nào có thấy chữ Hà Nội không? Đó là khu vực Việt Nam của chúng ta đó. Vậy thì múi giờ mà Việt Nam của chúng ta nằm ở đó thuộc múi giờ số 7 đúng không các em? Chính xác, thuộc múi giờ số 7. Và múi giờ số 7 này thì các em có thể thấy là múi giờ số 7 này đi qua kinh tuyến 105 độ đông à, và làm giờ chung cho toàn cái múi giờ ở số 7 này. Vì vậy, tất cả những cái địa điểm nào mà nằm trên phạm vi từ 97 độ 30 phút đông cho đến 112 độ 30 phút đông đều thuộc múi giờ số 7. Vì vậy, những cái quốc gia này sẽ có cùng múi giờ và có giờ tương đương giống nhau ha các em ha. Còn những cái quốc gia mà nằm ở các múi giờ khác có thể là sớm hơn hoặc trễ hơn. Sớm hơn hoặc trễ hơn thì sau này cô sẽ hướng dẫn cho các em cách tính được không nào? Để hiểu rõ hơn vì sao mà Việt Nam của chúng ta nằm ở múi giờ số 7 thì các em cùng cô tìm hiểu kỹ hơn về tọa độ địa lý của Việt Nam. Ở cực bắc của Việt Nam là 23 độ 23 phút bắc là ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Cực nam là 8 độ 34 phút bắc ở Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau. Cực đông là 109 độ 24 phút đông, Vạn Thành, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Và cực tây là 102 độ 09 phút đông, Sính Thầu, Mường Nhé, Điện Biên. Vậy thì các em có thể thấy được rằng Việt Nam nằm trong khoảng từ 97 độ 30 phút đông đến 112 độ 30 phút đông vừa rồi chúng ta xác định. Vậy thì chứng tỏ Việt Nam của chúng ta nằm trong múi giờ số 7, đúng không nào? Việt Nam của chúng ta có khoảng kinh tuyến kéo dài bề ngang là 7 độ. Các em có thể thấy ha. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là múi giờ hay là giờ múi là giờ địa phương trung bình của các kinh tuyến trong cùng một múi. Ví dụ như là phần đất liền của nước ta nằm từ 102 độ 09 phút đông đến 109 độ 24 phút đông. Nên nước ta dùng chung múi giờ số 7, đúng rồi, chính xác, múi giờ số 7 nha các em. Vậy thì dựa vào hiểu biết của các em, hãy kể tên cho cô các quốc gia có cùng múi giờ với Việt Nam. Let's go, quá dễ đúng không nào? Chúng ta thấy hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á gần với chúng ta thì sẽ có cùng múi giờ với chúng ta và gần gũi nhất chính là hai nước láng giềng đúng không nào, là Lào và Campuchia. Tiếp theo đó là Thái Lan và Indo đều có chung múi giờ, đó chính là múi giờ số 7 đúng không các em? Rồi bây giờ cô sẽ giải thích cho các em vì sao hồi nãy cô lại nói là múi giờ có trừ và múi giờ không trừ ha. Rồi vậy thì các em có thể quan sát thấy được múi giờ gốc không nè? Múi giờ gốc hay còn gọi là giờ GMT á, là múi giờ số 0, thấy được chưa? Rồi, những múi giờ mà nằm bên tay trái của múi giờ 0 á là giờ muộn. Các em có thể thấy là những cái giờ mà bị trừ á, có dấu trừ đằng trước, đó là giờ muộn hơn giờ quốc tế GMT và người ta để dấu trừ để cho chúng ta biết. Còn nằm bên phải là giờ sớm hơn giờ quốc tế GMT và người ta để dấu cộng, nhưng thay vì để dấu cộng là dương rồi
thì mình bỏ luôn dấu cộng, mình không, thường là người ta không có để dấu cộng, hiểu không các em? Rồi vậy là sớm hơn và muộn hơn giờ quốc tế, được không? Nắm rõ không nè? Vậy bây giờ mình thực hành ha. Rồi, múi giờ nước ta muộn hay sớm hơn so với lại giờ GMT vậy các em? Đây, Việt Nam nằm ở đây. Vậy thì chứng tỏ Việt Nam có múi giờ sớm hơn, chính xác, múi giờ sớm hơn giờ quốc tế, hay nói cách khác là sớm hơn so với lại múi giờ gốc, đúng không nè? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu các múi giờ ở các thành phố như là Hà Nội nè, Washington, Moscow và Tokyo, được không các em? Rồi, bây giờ Hà Nội của chúng ta quá dễ rồi đúng không? Nãy giờ chúng ta làm đi làm lại mấy lần rồi, chúng ta có thể thấy Hà Nội của chúng ta thuộc múi giờ số 7. Washington đâu nào? Bạn là tinh mắt, đúng rồi, Washington thuộc múi giờ là trừ 5. Moscow, Moscow đây rồi. Moscow thuộc múi giờ số 3, đúng không nè? Chúng ta có thể điền vô. Rồi tiếp tục Tokyo. Tokyo ở đâu nè? Đúng rồi, chính xác. Tokyo ở múi giờ số 9. Vậy chúng ta đã hoàn thành được phiếu thảo luận nhóm chưa các em? À đúng rồi, chúng ta đã gần như là hoàn thành toàn bộ phiếu thảo luận nhóm, đúng không nè? Rồi tiếp tục cô sẽ đi giải thích cho các em vì sao mà chúng ta lại có ngày khác nhau giữa các quốc gia, đúng không nè? Để tránh sự hỗn loạn về ngày tháng và hội nghị quốc tế về kinh tuyến họp tại Washington năm 1884 đã quy định một đường thay đổi ngày quốc tế. Đường này nằm trên kinh độ 180 độ trong Thái Bình Dương. Các em có thể quan sát trên hình. Cô đã ký hiệu ha, các em có thể dễ dàng quan sát. Đây là đường ranh giới giữa hôm nay và ngày mai, để tránh cho việc trong cùng một nước lại có hai ngày tháng. Đường đi bắt đầu từ Bắc Cực và kéo dài cho đến tận Nam Cực. Như vậy sẽ không phải đi qua bất cứ nước nào. Nửa đêm trên đường này lại đúng là không giờ, giờ địa phương. Theo quy định á, thì hễ mà đi ngang qua cái đường này, ngày tháng chúng ta phải thay đổi, đi từ bán cầu Tây sang bán cầu Đông phải qua đường này, tức là đi từ bên phải sang bên trái. Đường đổi ngày cũng có nghĩa là đi từ phía Đông sang phía Tây. Qua nó thì chúng ta phải tăng thêm một ngày. Còn nếu như mà chúng ta đi từ bán cầu Đông sang bán cầu Tây á, thì tức là chúng ta đi từ bên trái sang bên phải á, của cái đường này thì chúng ta phải giảm đi một ngày để các em có thể hình dung. Đây, ví dụ, cô lấy ví dụ ở lục địa Á Âu là ngày 25 tháng 12 thì chúng ta đi từ Tây sang Đông, tức nghĩa là từ tay trái sang bên tay phải thì chúng ta sẽ giảm đi một ngày. À, vậy thì ở lục địa Bắc Mỹ sẽ là ngày 24 tháng 12. Và ngược lại, nếu như chúng ta đi từ lục địa Bắc Mỹ sang lục địa Á Âu thì chúng ta, có nghĩa là chúng ta đi từ Đông sang Tây, chúng ta sẽ cộng thêm một ngày. Nếu như ở lục địa Bắc Mỹ là 24 tháng 12 thì ở lục địa Á Âu là ngày 25 tháng 12. Các em nắm được chưa các em? Hơi khó hình dung đúng không nè? Chúng ta từ từ suy nghĩ thì nó sẽ ra. Còn bạn nào thắc mắc thì hãy comment ở dưới, cô sẽ giải thích riêng ha. Đối với cái hệ quả số 2 này, nãy giờ chúng ta tìm hiểu rất nhiều đúng không các em? Nhưng các em chỉ cần nắm cho cô là người ta chia bề mặt của trái đất ra làm 24 khu vực giờ là được. Và nhớ rằng Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ số 7 nha các em. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu hệ quả số 3 của sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Vậy thì theo em, hiện tượng lệch hướng này nó đúng cả với những vật thể nào các em? À, đúng rồi, nó đúng cả với vật thể rắn, thể lỏng và cả thể khí. Các em có thể quan sát ba hình ảnh về
thể rắn, thể lỏng và thể khí. Quan sát vào hình 6.5 và thông tin trong bài, em hãy cho biết ở bán cầu Bắc, vật chuyển động theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch hướng về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu. Tiếp tục là ở bán cầu Nam, vật chuyển động theo hướng từ E đến F và từ O đến B bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu, từ đó rút ra kết luận về hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến. Từ những ý hỏi phía trên thì cô rút ra được một cái bảng, các em hoàn thành cho cô nhiệm vụ sau đây. Các em cùng thảo luận cặp với nhau và điền vào chỗ trống của bảng sau. Đầu tiên là ở bán cầu Bắc, từ A đến B bị lệch về phía bên nào? Các em điền vào. C đến D bị lệch về phía bên nào? Các em điền vào. Và cuối cùng cho cô kết luận ở bán cầu Bắc. Tiếp theo là bán cầu Nam, từ E đến F bị lệch về phía bên nào? Từ O đến B bị lệch về phía bên nào? Và cuối cùng là kết luận. Rồi bây giờ các em quan sát, cô sẽ hướng dẫn các em phân biệt bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Rồi đây các em có thể thấy đây là vĩ tuyến gốc hay còn gọi là đường xích đạo. Thì phía trên vĩ tuyến gốc là bán cầu Bắc, còn phía dưới vĩ tuyến gốc là bán cầu Nam. Rất dễ đúng không các em? Hay còn nói cách khác là các điểm nằm ở bán cầu Bắc gồm có các điểm A, B, C, D. Và các điểm nằm ở bán cầu Nam là E, F, O, B. Đúng không nào? Quá dễ đúng không? Rồi, để hoàn thành nội dung của cái bảng này, thì các em cần quan sát vào hình 6.5, sự lệch hướng do vận động tự quay của trái đất. Chúng ta có thể thấy các điểm xuất phát A, C, E, O. Được chưa nào? Rồi. Từ điểm A mà chúng ta muốn di chuyển đến điểm B thì chúng ta không thể nào di chuyển thẳng được đúng không các em? Chúng ta bị lệch hướng. Và sự lệch hướng đó các em có thể thấy chúng ta lệch về phía bên tay phải đúng không nè? Chúng ta có thể điền vào từ A đến B bị lệch hướng về phía bên phải. Tiếp tục, từ C đến D chúng ta bị lệch hướng về phía bên cũng là bên phải, nhớ ha. Từ C là chúng ta nhìn từ trên điểm C xuống điểm D. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là cũng bị lệch về phía bên phải. Và kết luận là ở bán cầu Bắc thì các vật thể bị lệch về phía bên phải. Còn ở bán cầu Nam, điểm E đến điểm F thì chúng ta thấy là bị lệch về phía bên trái, đúng không nè? Chính xác, bên trái. Và từ O đến B thì các em có thể thấy từ nhìn từ điểm O xuống điểm B, khi di chuyển thì chúng ta thấy bị lệch về phía bên trái. Vậy chúng ta có thể kết luận là bán cầu Nam là bị lệch về phía bên trái. Rồi, chính xác. Sau khi chúng ta biết được rằng là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể ở bán cầu Bắc là về bên phải, còn ở bán cầu Nam là về bên trái, vậy thì nó cũng sẽ đúng tương ứng với các hướng chuyển động của các dòng sông, dòng biển, các loại gió chính, đường bay của đạn và tên lửa. Tuy nhiên cũng tùy vào vị trí của các vật trên trái đất mà hướng lệch của chúng sẽ có sự khác nhau. Đây là hình ảnh về các đai khí áp và các loại gió trên bề mặt trái đất. Chúng ta có thể quan sát vào hướng gió. Hướng gió là những cái mũi tên các em có thể dễ dàng nhìn thấy. Thì chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng. Chúng ta xác định bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Thì bán cầu Bắc là nằm ở phía trên cái vĩ tuyến không độ hay gọi là đường xích đạo đó các em, vĩ tuyến gốc đó. Rồi phía dưới là bán cầu Nam. Vậy thì chúng ta thấy các loại gió ở bán cầu Bắc đều lệch về phía bên phải đúng không nè? Còn gió ở bán cầu Nam thì đều lệch về phía bên trái đúng chưa nè? Sau này đến cái bài khí áp và gió thì cô sẽ nói rõ hơn, được không nào?
Vậy thì tóm lại, ở hệ quả số 3 này, các em nắm cho cô, các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng. Ở bán cầu Bắc thì chúng ta thấy là vật thể bị lệch về phía bên phải, còn ở bán cầu Nam thì vật thể bị lệch về phía bên trái, đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập và vận dụng. Nội dung của phần luyện tập và vận dụng đầu tiên là luyện tập 1. Sử dụng quả địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. 2. Hãy lập một sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Phần vận dụng, sáng nay trước khi đến trường, Hoàng định gọi điện hỏi thăm một người bạn ở nước Anh. Thấy vậy, mẹ của Hoàng đã khuyên bạn ấy hãy gọi vào thời điểm khác phù hợp hơn. Theo em, tại sao mẹ của Hoàng lại khuyên như vậy? Em hãy tư vấn cho Hoàng thời điểm phù hợp để gọi điện hỏi thăm bạn của mình. Đầu tiên, phần luyện tập sử dụng quả địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Đây là hình ảnh quả địa cầu. Có thể các em sử dụng mô hình thật nhé. Rồi, chúng ta sẽ mô tả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Chúng ta thấy rằng trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng. Trục này nối cực Bắc với cực Nam và luôn nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Hướng tự quay là từ Tây sang Đông, tức là từ trái sang phải, và thời gian tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ, tức một ngày đêm. Và hiện tượng ngày đêm luôn phiên nhau, do đây mà có. Tiếp đến là số 2. Hãy lập một sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Chúng ta có thể dễ dàng lập được hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Đầu tiên là sự luân phiên ngày đêm. Thứ hai là giờ trên trái đất. Thứ ba là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Cái này quá dễ đúng không các em? Các em có thể nói thêm theo ý mà mình mong muốn được không nào? Rồi, đến với phần vận dụng. Sáng nay trước khi đến trường, Hoàng định gọi điện hỏi thăm một người bạn ở nước Anh. Thấy vậy, mẹ của Hoàng đã khuyên bạn ấy hãy gọi vào thời điểm khác phù hợp hơn. Theo em, tại sao mẹ của Hoàng lại khuyên như vậy? Em hãy tư vấn cho Hoàng thời điểm phù hợp để gọi điện hỏi thăm bạn của mình. Cô và các em sẽ đi làm rõ nguyên nhân vì sao mà mẹ của bạn Hoàng lại khuyên bạn là không nên gọi vào giờ đó, được không các em? Thì chúng ta biết rồi, Hoàng đang sống tại Việt Nam, đúng rồi, đang sống tại Việt Nam thì múi giờ của chúng ta là múi giờ số 7, đúng không nào? Các em có thể quan sát thấy được trên hình 6.4. Và bạn của Hoàng thì ở nước Anh là múi giờ số 0, vậy thì chúng ta chênh lệch nhau 7 múi giờ, đúng không nào? Vậy thì sáng nay trước khi mà đến trường, Hoàng định gọi điện hỏi thăm bạn của mình. Thì thông thường thì giờ đến trường ở Việt Nam của chúng ta là khoảng 7 giờ sáng, mà Việt Nam lại cách Anh 7 múi giờ. Vậy thì khi Hoàng gọi điện hỏi thăm bạn mình bằng cái giờ này giờ đó thì bên Anh sẽ là, các em có thể trường đi múi giờ thì chúng ta thấy bên Anh sẽ là 24 giờ đêm, đúng không nào? Giờ này rất trễ, nếu như Hoàng gọi điện sẽ làm phiền đến bạn của mình. Nên mẹ của bạn Hoàng đã khuyên bạn ấy là hãy gọi vào cái thời điểm khác phù hợp hơn. Thì theo cô rất là hợp lý, đúng không nào? Rồi, thời điểm phù hợp để Hoàng có thể gọi điện hỏi thăm bạn của mình thì theo cô tư vấn có thể là vào buổi chiều hoặc là buổi tối thì sẽ hợp lý hơn. Buổi chiều chúng ta có thể lựa chọn vào các khung giờ, ví dụ như là 14 giờ chiều thì khi mà Hoàng gọi ở bên đây thì bên nước Anh sẽ là 7 giờ sáng. Hoặc là buổi tối chúng ta có thể lựa chọn vào khung giờ là 21 giờ, thì ở bên Anh sẽ là 14 giờ chiều. Thì chúng ta có thể dễ dàng trao đổi trò chuyện với bạn của mình hơn. Được không nào bạn Hoàng ơi?
Câu số 2, nếu trái đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không và tại sao? Câu này rất dễ đối với các em, có thể trả lời liền luôn đúng không nào? Nếu trái đất mà không tự quay quanh trục thì sẽ không có sự luân phiên ngày đêm. Vì khi trái đất đứng yên thì chỉ có một nửa trái đất luôn luôn được chiếu sáng là ban ngày và một nửa luôn luôn không được chiếu sáng là ban đêm. Được chưa các em? Câu số 3. Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của trái đất vào bảng sau. Quá dễ. Hướng chuyển động của trái đất là từ đâu sang đâu các em? Các em có thể nhìn vào hình 6.1, hướng tự quay của trái đất. Chúng ta có thể trả lời liền đúng không nào? Từ Tây sang Đông. Đúng rồi. Trục của trái đất là một cái trục như thế nào các em? Nói từ cực Bắc xuống cực Nam là một trục tưởng tượng và luôn nghiêng một góc 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Thời gian một vòng chuyển động quanh trục là trong 24 giờ, tức là một ngày đêm. Câu số 5. Căn cứ vào hình 6.4 và các kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau. Biết rằng giờ quốc tế GMT là 12 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2020. Các em quan sát vào hình 6.4 các khu vực giờ trên trái đất cô đã xác định sẵn cho các em. Cái khu vực mà múi giờ gốc, chúng ta thấy được London đúng không nè? Và chúng ta cũng nhìn thấy được cái đồng hồ phía dưới là 12 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ đi xác định các địa điểm còn lại. Đầu tiên là Hà Nội. Đây, Hà Nội của chúng ta. Hà Nội của chúng ta thì thuộc múi giờ số 7. Vậy thì các em có thể thấy được rằng là sự chênh lệch giờ giữa Việt Nam, hay nói cách khác là Hà Nội, đến với khu vực London là 7 múi giờ. Đúng không nào? Vậy thì 12 mà chúng ta cộng cho 7 thì nó sẽ ra là 19 giờ cùng ngày, là ngày 1 tháng 10 năm 2020, đúng không các em? Rồi, tiếp tục, chúng ta đến với lại khu vực Bắc Kinh. Thì Bắc Kinh thuộc múi giờ số mấy nè? Nãy chúng ta vừa xác định đó.
À, đúng rồi, múi giờ số 8. Vậy thì sự chênh lệch múi giờ giữa London với Bắc Kinh là 8 múi giờ. Vậy chúng ta lấy 12 chúng ta cộng cho 8 thì sẽ ra 20 giờ. Và bạn nào có thể tinh mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái đồng hồ phía dưới đúng không nào? 20 giờ. À, cùng ngày cũng là ngày 1 tháng 10 năm 2020. Và cuối cùng thì New York. New York là các bạn có thể thấy New York ở múi giờ số trừ 4. Vậy thì sự chênh lệch của London với New York là trừ 4. Vậy thì chúng ta hãy lấy 12 trừ cho 4 thì chúng ta sẽ ra là 8 giờ và ngày cũng là cùng ngày, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Được chưa các em? Rồi. Các em nào mà còn thắc mắc thì các em có thể comment ở phía bên dưới ha. Cô sẽ giải thích cụ thể cho các bạn hoặc là cô sẽ ghi cái phép tính ra cho các bạn dễ hình dung hơn. Câu số 6. Hãy tính giờ của một số địa phương sau. Biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7. Chúng ta sẽ tính xong rồi chúng ta điền vào trong cái những cái phần chấm nhân chấm ha các em. Cái nội dung này cũng tương tự như phía ở trên. Để các em hình dung rõ hơn thì cô sẽ ghi phép tính ra cho các em dễ hình dung ha. Chúng ta sẽ tính giờ của London khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020. Đây là đề bài cho ha các em. Rồi, vậy thì các em nhìn vào cái hình 6.4 thì chúng ta thấy là hồi nãy chúng ta cũng xác định rồi. Hà Nội với London nó cách nhau 7 múi giờ. Vậy thì khi Hà Nội 12 giờ thì chúng ta trừ đi 7 thì sẽ ra giờ của London là 5 giờ và ngày là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Tiếp tục đến tính giờ của Tokyo và Washington thì chúng ta thấy nè, Tokyo và Hà Nội của chúng ta đó, Tokyo thì múi giờ số 8 còn Hà Nội của chúng ta là múi giờ số 7. Vậy thì cách nhau 1 múi giờ thì chúng ta lấy 12 cộng 1 là ra 13 giờ ngày 11 tháng 7 cùng ngày luôn ha các em. Rồi, Washington nằm ở múi giờ trừ 5. Vậy thì chúng ta thấy nè, trừ 5 mà Việt Nam của chúng ta hay nói cách khác là Hà Nội ở múi giờ 7. À, vậy thì chúng ta khi mà chúng ta trừ ra thì chúng ta có thể thấy được rằng Washington cách Việt Nam của chúng ta là 12 múi giờ. Vậy thì lấy 12 trừ cho 12 vậy là 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Được chưa các em? Đây là phép tính các em có thể dễ dàng theo dõi được không nè. Vậy thì chúng ta có thể hoàn thành những cái phần chấm sau đây. Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó London Anh múi giờ 0 sẽ là 5 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tokyo Nhật Bản múi giờ 8 sẽ là 13 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Và ở Washington, Hoa Kỳ múi giờ trừ 5 sẽ là 0 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020. Được không các em? Câu số 7. Dựa vào hình 6.2, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để thể hiện sự lệch hướng của các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến. Các em quan sát vào hình 6.2, sự lệch hướng do vận động tự quay của trái đất. Chúng ta có thể nhìn được cái mũi tên đất là hướng ban đầu, và mũi tên không đất thì đó là thể hiện hướng sau khi lệch hướng. Vậy chúng ta có thể thấy được các số từ 1 cho đến 8. Vậy thì các em quan sát ở bắc bán cầu, chúng ta gồm số 1, số 2, số 3 và số 4. Từ 1 đến 2 sẽ lệch hướng về phía bên tay phải. Từ 3 đến 4 sẽ lệch hướng về phía bên tay phải luôn. Các em có thể thấy ha, nếu như bạn nào mà nắm rõ được cái hệ quả số 3 thì chúng ta làm bài này rất là ok. Rồi, từ 5 đến 6 sẽ lệch hướng về phía bên trái. Từ 7 đến 8 cũng sẽ lệch hướng về phía bên tay trái đúng không nè? Chúng ta nhớ ha, ở bắc bán cầu thì sẽ lệch về phía bên phải, còn nam bán cầu sẽ lệch về phía bên trái. Được chưa nào? Câu số 8, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Trong câu sau,
để thể hiện sự lệch hướng của các vật chuyển động. Cô vừa mới nhắc luôn đúng không nào? Các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến sẽ bị lệch về phía bên, đúng rồi, bên phải ở bán cầu Bắc và lệch hướng về phía bên trái ở bán cầu Nam, đúng không nào? So với hướng ban đầu, quá dễ đúng không? Dành cho cái phần này quá quá dễ. Rồi. Câu số 9 sẽ là những câu hỏi trắc nghiệm, thì các em hãy khoanh tròn vào những chữ cái ứng với ý đúng. 1. Ý nào sau đây không đúng với chuyển động tự quay quanh trục của trái đất? A. Chuyển động từ Tây sang Đông. B. Tự quay quanh một trục tưởng tượng. C. Trục quay có chiều thẳng đứng. D. Thời gian quay một vòng là 24 giờ. Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được ngay câu không đúng đúng không các em? Đó chính là câu C. Chúng ta biết rằng trục của trái đất nối liền giữa cực Bắc và cực Nam là một trục tưởng tượng và nó nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo đúng không nào? Rồi, câu số 2. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật theo chiều kinh tuyến? A. Lệch về bên phải ở bán cầu Bắc. B. Lệch về bên trái ở bán cầu Nam. C. Giữ nguyên hướng chuyển động và D. Bị lệch so với hướng ban đầu. Vậy thì đáp án nào không đúng các em? À, đúng rồi, chính xác là đáp án C sẽ là đáp án không đúng. Vì các vật đều có sự lệch hướng đúng không nào? Rồi, câu số 3. Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày đêm luân phiên nhau? Trời ơi, câu này quá dễ đúng không nào? Bây giờ mình đọc thử ha. A. Ánh sáng mặt trời chiếu vào một nửa trái đất. B. Trái đất quay quanh mặt trời trong 365 ngày. C. Trục trái đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo. Và D là trái đất hình cầu và tự quay quanh trục. Trời ơi, mình nhìn vào mình biết liền đáp án đúng không các bạn? Đúng rồi, đó chính là câu D. Rồi, số 4. Bề mặt trái đất được chia thành 24 khu vực giờ. Vậy mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến? Trời quá dễ, hồi nãy cô đã cho các bạn làm rồi đúng không nào? 15 độ kinh tuyến. Rồi, số 5. Khi mà khu vực giờ gốc GMT là 12 giờ thì ở nước ta là mấy giờ? Nhớ giùm cô, GMT là ở London Anh đó, thì Anh là 0. Vậy thì múi giờ 0 Việt Nam mình là múi giờ 7, cách nhau 7 múi giờ. Vậy thì 12 cộng cho 7 là 19 giờ. Hôm nào 19 giờ, các em có thể khoanh vào 19 giờ. Rồi, câu số 6. Khi Hà Nội là 12 giờ thì khu vực giờ gốc GMT là mấy giờ? Thì chúng ta chỉ việc trừ ra thôi, đúng không nào? 12 trừ cho 7 thì sẽ ra là 5 giờ. Tiếp tục, số 7. Lực làm lệch hướng của các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến có tên gọi là gì? Đố các em có tên gọi là gì? A. Newton. B. Archimedes. C. Coriolis. Và D là trọng lực. Đúng rồi, đáp án chính xác là đáp án C, Coriolis. Được chưa nào? Sau này các em khi mà các em học lên những cái lớp cao hơn thì các em sẽ được học kỹ hơn về cái lực này. Được chưa? Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Nếu như trong quá trình xem clip các em có gì thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến, hãy comment ở phía bên dưới. Những đóng góp của các em sẽ góp phần làm cho bài giảng của cô trở nên tốt hơn. Và cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.